Kiểm tra thiết bị điện sau khi bảo trì và thay đổi. Phần 1. Các thiết bị điện cần phải được kiểm tra sau khi bảo trì hoặc thay đổi. Kết quả kiểm tra phải được đánh giá và lập hồ sơ tư liệu để chứng minh sự an toàn của thiết bị điện DIN VĐE 0701-0702. Khi thay đổi một thiết bị điện cần phải lưu ý đến các quy định về bảo trì và sửa chữa của nhà sản xuất. Việc kiểm tra chức năng của thiết bị chỉ có thể tiến hành khi kết quả kiểm tra đáp ứng đúng quy định. Kiểm tra bằng mắt. Tất cả các bộ phận nhìn thấy được liên quan đến sự an toàn phải được kiểm tra tính năng một cách cẩn thận. Đó là những bộ phận như vỏ hộp, nắp đậy bảo vệ, cáp kết nối, bộ phận cách nhiệt, làm giảm tình trạng bị kéo căng của dây điện, chống gãy gập, lỗ thông khí làm mát, bộ lọc không khí, van xả áp an toàn và các dấu hiệu phục vụ cho mục đích an toàn. Kiểm tra dây bảo vệ. Đường dẫn dây bảo vệ và các chỗ kết nối dây bảo vệ phải được xem xét, thử bằng tay bằng cách uốn qua lại dây cáp và kiểm tra với máy đo hoặc máy kiểm nghiệm. Dây bảo vệ không được phép bị gián đoạn. Điện trở dây bảo vệ cần được đo với phương pháp như hình minh họa. Điện trở dây bảo vệ được phép lên đến 0,3 ohm cho thiết bị có dây kết nối dài đến 5m, cộng thêm 0,1 ohm cho mỗi đoạn dây dài 7,5 m. Giới hạn tối đa cho điện trở của dây bảo vệ là 1,0 ohm. Điện trở không được phép thay đổi mỗi khi di chuyển dây cáp. Đo điện trở cách điện. Việc kiểm tra sự cách điện được thực hiện qua phép đo điện trở với sự hỗ trợ của máy đo cách điện. Nếu các linh kiện điện tử có thể bị hư hại qua điện áp đo, thì tốt nhất là nên đo dòng điện dây bảo vệ hoặc dòng điện tiếp xúc. Trong lúc đo điện trở cách điện, máy cần đo phải tách khỏi lưới điện. Trị số điện trở giữa bộ phận có điện và bộ phận dẫn điện có khả năng tiếp xúc cần phải được đo như trong hình. Trong khi đo đạc, các công tắc, các bộ điều chỉnh nhiệt độ cần phải được đóng điện. Điện trở cách điện không được phép thấp hơn trị số tối thiểu